lần nào để cháu nhà cũng chạy đi lung tung, chả biết đi buồn ở đâu ấy. Thì chắc là mẹ chạy đi đâu đấy chứ. Đi đâu mà đi đâu? Thì tao vừa thấy nó ngủ đấy thì tao sang cái bàn. Ô, mẹ đâu bà mẹ? Thì tao sang cái bàn xóm ngay đây thì tao cho nó ngủ thì cứ tưởng nó ngủ thì tao về đi. Vậy mà để nó nặng thế này. Dư nó kia có không để nó nặng đây nó ngã một cái thì như nào? Thì để cái gối đi rồi thì nghĩ là nếu nó ọ ẹ tao nghe thấy tiếng người ta chạy về chứ có làm sao đâu. Ông ơi, nó khóc cứ ấy rồi cũng không về đâu. Thế em đi đâu mà để U? Em bảo em đi chợ về. Em bảo U trông cháu để em đi chợ. Thế sao U để cháu một mình thế hả U? Thế đấy thì là U lại nghĩ nó ngủ đi, U sang bên hàng xóm thì bà ấy có tí chuyện này, bà ấy bảo đi thì sang tí thì thấy nó ọ ẹ thì khóc thì ta về chứ có cái gì đâu mà mày cứ phải quan trọng thế. Đấy anh đẹp rõ từ nãy giờ. Nhưng mà cháu nó còn nhỏ U để một mình luôn thì sang hàng xóm buồn chuyện thế thì đi. Mà đây không phải lần đầu nhá. Thì biết đâu được thì là nó lại ngủ dậy sớm thế chứ mỗi lần là nó ngủ nửa tiếng hơn nửa tiếng ấy thì tao về đây thì tao con thật với U con về đây đến hàng nửa tiếng nó ngủ rồi ấy. U để cháu nó một mình nguy hiểm lắm mua mà bây giờ là 4 tháng nó lẫy lật được rồi nó về nó nằm ở trên ghế thế này thì tao cứ bế nhiều thì mày kêu mày bảo chứ bế suốt ngày thì nó bệnh hơi xong rồi ấy mày kêu khổ lắm U ơi bây giờ nhà có xe đẩy mà U cho cháu nằm trên chiếc đẩy nó không lẫy nó không lật được nó đỡ nguy hiểm nó trên cái ghế nó lẫy một cái nó ngã thì thế nào? Ta để cái gối ở ngoài rồi. Gối thì làm sao mà ấy được bây giờ nó đạp một vài cái là nó tung nó rơi xuống thì để anh xem cái gì nữa anh xem gối đấy cái mẹ xem cái gì anh xem ôi bố xin lỗi sao mẹ nhìn kìa chẳng biết kiểu gì đưa con đi cắt tóc cắt như cái bầm ngựa ấy. Mẹ nhìn con bé tí gần 4 tháng tuổi cào những cái bầm ngựa ở đầu này nhìn này đẹp mà bầm ngựa ấy. Chỉ còn nó cắt nhạo ngựa bầm ngựa nhìn nó ngựa mắt bà đâu phải cắt sạch cái tóc máu đi chứ để em cho ăn đi xem là nó đói dậy nó đói sữa không dỗ mãi mày nín dậy nó không có ai thấy cháu vào bà ngoan thế nó dậy khóc. Mẹ sao mẹ đừng để cháu một mình nha mẹ nha. Ừ. Để cháu một mình đi sợ lắm nguy hiểm nó lẫy nó ngã bụp phát xuống thì. Bây giờ bồn thang nó lẫy thành đục rồi nó bụp một cái là ngã không gì nữa. Đấy con cho nó bú đi. Đấy. Đấy. Thôi bố xin lỗi nha, xin lỗi nha. Con nó bú đi. Con nó bú đi, mẹ thương nhá. Nên mẹ xem chú chi nha mẹ đèn nhá. Rồi nhá. Để nó khóc thảm hết cả tiêu. Để lần sau bà rút kinh nghiệm bà không đi sang hàng xóm nữa. Con nói bà bao nhiêu lần thì bà chả nghe bà ơi. Thế mẹ nào? Cứ sau mẹ cứ ấy thôi. Mẹ đi đâu thì mẹ gọi vợ chồng con về hay vợ con về chỗ trông xong rồi. Thôi được rồi, mẹ tao mới đi đâu nữa. Tao lên đây tao chỉ bế thôi. Chứ tao nghĩ nó ngủ bế thì ngủ bà cũng không phải bế. Nhà có xe đầy có nôi thì bà cứ đặt cháu em đấy cũng được. Con lẫy thì nó cũng chỉ trong cái nôi thôi. Bà đẩy đấy thì bà đẩy nó ấy được. Chứ đây bà để nó nằm một mình thì ôi về con sợ quá rồi. Con nó nãy mà nó ra tí cái mép này con phải lấy cái gối con lật nó lại con để vào. Hú bốn rún chân tay. Đây này. Đái chạm hết cho người rồi đây này. Con thay bỉm cho con. Nó đói nhá. Mẹ lấy bỉm mẹ thay cho đấy, em nhá. Xong nhá đừng để mẹ nhá. Rồi sau mẹ không đi sang hàng xóm nữa. Tao đi đâu tao bế nó đi thế là xong. Ôi mẹ bế nó loạn chết. Không, này sang đây gần. Đây, đây bà mẹ bế nó.